Mục 18.10.1 đánh giá và so sánh các bộ ước lượng. Trong thống kê, một bộ ước lượng là một hàm sử dụng những mẫu có sẵn để ước lượng giá trị thực của tham số theta. Ta gọi theta mũ n là hàm f mũ n của x1 đến n, là ước lượng theta sau khi quan sát các mẫu x1 đến n. Ta đã thấy nhiều ví dụ đơn giản cùng bộ ước lượng trong phần 18.7. Nếu bạn có một số mẫu ngẫu nhiên từ phân phối Bernoulli thì ước lượng hợp lý cực đại là maximum likelihood estimate cho xác suất của biến ngẫu nhiên có thể được tính bằng cách đếm số lần biến số xuất hiện rồi chia tổng số mẫu. Tương tự, đã có một bài tập yêu cầu chúng ta chứng minh rằng đại lượng ước hợp lý cực đại của kỳ vọng phân phối Gauss với số lượng mẫu cho trước là giá trị trung bình của các mẫu đó. Các bộ ước lượng này dường như sẽ không bao giờ cho ra giá trị chính xác của tham số, nhưng với số lượng mẫu đủ lớn, ước lượng sẽ có gần với giá trị thực. Các giá trị gì này? Có là triệu không, giả một luôn, ta có y. Đấy là vậy. Là tính nghiệm trung bình phương sai số, trung bình phương sai số. Có lẽ phép đo đơn giản nhất được sử dụng để đánh giá bộ ước lượng là trung bình bình phương sai số, mean square error, của sẽ hỏi mất mát. Cái trung bình sai số này là được định nghĩa này, độ lệch. Phương pháp này cho phép ta định lượng trung bình độ lệch so với giá trị thực. MSE là một đại lượng không âm. Ta thấy đây là hàm mất mát của một được phổ biến trong bài toán hồi quy như một phép đo để đánh giá một ước lượng. Giá trị của nó càng gần không thì mẫu lượng càng cần tham số thực theta. Độ thực thống kê MSE cung cấp một phép đo tự nhiên, nhưng ta có thể dễ dàng nghĩ tới các trường hợp khác nhau mà ở đó giá trị MSE sẽ lớn. Ta sẽ bàn tới hai trường hợp cơ bản, đó là biến động của bộ ước lượng do sự ngẫu nhiên trong bộ ước lượng và sai số hệ thống của bộ ước lượng xảy ra trong quá trình ước lượng. Đầu tiên ta sẽ đo sai số hệ thống. Với bộ ước lượng theta mũ thì biểu diễn toán học của độ trịch thống kê có định nghĩa sau, bằng là thằng này trừ theta. Lưu ý rằng cái độ lệch của theta mũ bằng không, nghĩa là kỳ vọng của ước lượng bằng không, sẽ bằng với giá trị thực của tham số. Trường hợp này đã nói theta mũ n là một hệ ước lượng không thiên lệch. Nhìn chung, một bộ ước lượng không thiên lệch sẽ tốt hơn bộ ước lượng thiên lệch vì kỳ vọng của nó sẽ tăng bằng tham số thực. Tuy nhiên, những bộ ước lượng thiên lệch vẫn thường xuyên được sử dụng thực tế. Có những trường hợp không tồn tại bộ ước lượng không thiên lệch nếu không thêm giả định, rất khó để tính toán. Đây phải xem như một khuyết điểm lớn trong bộ ước lượng. Tuy nhiên, phần lớn các bộ ước lượng gặp trong thực tế đều ít nhất tiện cận hoặc không lệch thiên lệch. Theo ý nghĩa đó, độ trễ có xu hướng tiến là không có về không, số lượng mẫu được tiến về vô cực. Còn phương sai và độ chuẩn. Tiếp theo, hãy cùng tính độ ngẫu nhiên của ước lượng. Ta có độ chuẩn standard deviation gọi là sai số chuẩn, gọi là standard error, được định nghĩa bằng căn bậc hai của phương sai. Chúng ta phải đo được độ dao động của bộ ước lượng bằng cách tính độ lệch chuẩn hoặc phương sai của ước lượng đó. Trong khúc này, thay vì so sánh giá trị thực của theta với tổng tổng thể, ta sử dụng độ lệch của theta mũ là trị trung bình kỳ mẫu kỳ vọng. Do đó, chúng ta không đo độ lệch của ước lượng so với giá trị thực mà đo độ dao động của chúng chính bộ ước lượng đó.